Cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19, từ 18 giờ ngày 23 tháng 12 đến 6 giờ ngày 24 tháng 12, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 mới, trong đó tại huyện Thanh Ba 8 ca, huyện Lâm Thao 7 ca, thành phố Việt Trì 2 ca, huyện Yên Lập 1 ca, huyện Cầm Khê 1 ca, thị xã Phú Thọ 1 ca và huyện Tân Sơn 1 ca. Trong các ca mắc COVID-19 mới, có 2 trường hợp từ Hà Nội, Kiên Giang trở về tỉnh đã được địa phương quản lý, 9 trường hợp từ F1 đã được cách ly quản lý, 10 trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Về cấp độ dịch, toàn tỉnh ở cấp độ 1, cấp huyện 13 trên 13 huyện thị thành ở cấp độ 1.